đường xi măng, xong rồi em đi vào một đoạn nó nằm bên tay phải ấy. Thì đúng rồi, xưởng Mỹ Nghệ đúng không? Sắt đấy. Đúng rồi, xưởng sắt đấy. Lần theo danh sách một số địa chỉ nhà xưởng của Sky Mining tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi tìm đến nhà xưởng ở đường Thích Mật Thể, khu ấp dân cư Bình Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. Danh sách không ghi rõ địa chỉ nên chúng tôi phải nhờ nguồn tin thì mới biết địa chỉ cụ thể. Tuy nhiên, dù vất vả tìm đúng địa chỉ nhưng đây là cái xưởng của Sky Mining đúng không chú? Không phải, đây của đang vẫn làm đồ sắt. Cái chỗ mà anh cho em cái địa chỉ để đến xưởng của quận 2 ấy, 1102 Thích Mật Thể ấy. Ở đấy là cái xưởng sắt mỹ thuật chứ không phải là Sky Mining. Chính những nhà đầu tư cũng ngỡ ngàng khi chúng tôi thông báo đây có thể là địa chỉ ảo. Tiếp tục truy tìm nhà xưởng Sky Mining tại quận 7. Đây là một nhà xưởng được ông Lê Minh Tâm kỳ công quay hẳn một video clip giới thiệu với các nhà đầu tư trên trang web của công ty rất hoành tráng như thế này. Trụ sở này đặt những chiếc máy khai thác tiền điện tử trong tòa nhà của VNPT luôn. Nhưng mà rất tiếc là vì độ bảo mật cho nên là chúng ta, đoàn của chúng ta không thể đi vào đó để ghi hình được. Cho nên chúng tôi sẽ gửi đến cho tất cả các bạn những hình ảnh của tòa nhà đến cho quý vị cùng xem. Vâng, đó là ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm phóng viên của VTV24 đã lần tìm về các địa chỉ nhà xưởng mà Sky Mining đã từng quảng cáo tại nhiều hội thảo trước đây. Còn tại phía Bắc thì nhóm phóng viên bản tin ngay trong ngày hôm nay đã tìm về những xưởng đào từng được quảng cáo là lớn nhất miền Bắc, những nơi mà nhóm phóng viên của chúng tôi đã từng thâm nhập. Và đây là thứ mà nhóm phóng viên đã thu nhận tại các xưởng. Vâng, một chiếc vỏ hộp được cho là để đựng các máy đào còi. Những chiếc vỏ hộp được cho là vỏ máy đào nằm ngổn ngang lăn lóc trên nền nhà. Tại xưởng đào Sky Mining tại thành phố Hải Dương, không một bóng người, không một tiếng máy. Cửa nhà xưởng đã bị khóa, hàn chặt. Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với chỉ cách đây 2 tuần. Cũng tại đây, chúng tôi đã từng chứng kiến khoảng 300 máy đào hoạt động ầm ầm liên tục. Chúng tôi tình cờ gặp một người tự nhận là chủ khu đất, đã từng cho Sky Mining thuê để đặt máy với giá 5 triệu đồng một tháng. Sau người này cho biết toàn bộ máy đào đã bị chuyển đi từ chục ngày trước. Máy rút lâu rồi. Máy rút trước, máy trước đó chuyển Bắc Giang mà. Vậy là hàng trăm máy đào kia đã được chuyển đi đâu? Chúng tôi tìm đến nhà riêng của chủ xưởng tại thành phố Hải Dương, nơi đây đã từng là chỗ để người này ký hợp đồng và thu tiền của nhiều nhà đầu tư mới. Chủ xưởng này cũng chính là người đã từng tư vấn và giúp chúng tôi tham gia hệ thống Sky Mining khi chúng tôi trong vai những nhà đầu tư. Thế nhưng sáng nay chúng tôi không gặp được chủ xưởng, chỉ gặp một người tự nhận là người nhà. Người này cho biết cả nhà chủ xưởng đã đi du lịch mấy ngày nay rồi, không biết là khi nào mới về. Chúng tôi liền gọi tới số của chủ xưởng nhưng không liên lạc được. Anh đi du lịch ở đâu mà? Bỏ má hoài vãi ra mà tôi không biết, tôi không nói. Khi nào về không? Không, còn sáng nay nó phải điện về nhà rồi. Chúng tôi tiếp tục tìm đến một xưởng Sky Mining tại Thái Bình. Trái ngược với cảnh ầm ầm của những dàn máy trước đây, giờ thì mọi thứ hoàn toàn biến mất. Biển đã bị dỡ, cửa khóa chặt. Dấu tích còn lại duy nhất là nơi đã từng đặt biển quảng cáo lớn nhất miền Bắc. Có lẽ hệ thống quạt gió này có vẻ chưa kịp chuyển đi. Một số người dân sống sát xưởng cho biết lâu rồi không nghe tiếng máy chạy, cũng không ai đến mở cửa. Chúng tôi đã liên lạc với chủ xưởng nhưng điện thoại đã tắt máy. Để làm rõ hơn tình hoạt động của các xưởng Sky Mining tại phía Bắc, chúng tôi tìm đến văn phòng phía Bắc của Sky Mining tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chỉ mới đây thôi, văn phòng này chính là nơi chứng kiến thường xuyên diễn ra các buổi hội thảo về tư vấn, là cứ điểm gặp mặt của các chủ xưởng và nơi tôn vinh những lãnh đạo xuất sắc. Giờ thì cửa đóng then cài, như chưa bao giờ tồn tại văn phòng của Sky Mining. Một bảo vệ tòa nhà cho biết, văn phòng này đã đóng cửa từ mấy hôm nay. Ngày hôm nay không thấy đến làm việc. Lâu chưa anh? Được vài 2-3 ngày rồi. Là không thấy đâu nữa anh. Vâng. Anh thử gọi điện. Lúc buổi trưa lại cũng thấy một ông ở Sky lên đấy. Hy vọng cuối cùng của nhiều nhà đầu tư là chiếc máy đào để vớt vát một phần tiền đầu tư, giờ cũng thành chiếc máy ảo.